Xin chào quý nhà đầu tư. Ngày 18 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Vingroup đã công bố giải thể VinPro cũng như là Viễn thông A. Thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái việc tất yếu phải xảy ra đối với cái trường hợp này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái trường hợp này, xem rằng rút ra được vấn đề gì và cái thị trường bán lẻ ra sao, các doanh nghiệp nào được hưởng lợi và tương lai của thị trường bán lẻ như thế nào. Thì sau đây tôi sẽ cùng với các bạn vào với chủ đề Vingroup giải thể VinPro. Đây là một kết cục tất yếu. Thì nội dung gồm có 5 phần như sau. Vingroup giải thể VinPro thì theo chúng tôi cho rằng thì đấy là thứ nhất là phải do Masan không nhận VinPro. Thứ hai là VinPro là một sai lầm lớn của Vingroup. Do đó, việc giải thể là một việc tất yếu và nên làm. Thứ ba nữa là Vingroup sẽ tập trung để vươn tầm mình ra quốc tế, vươn tầm mình xa hơn. Thứ tư nữa là chúng ta cùng tìm hiểu xem vậy VinPro giải thể, Viễn thông A giải thể thì ai sẽ là người được hưởng lợi. Và cuối cùng thứ năm là kết luận. Trước tiên là tổng quan qua cái thương vụ này, thì trước khi Viễn thông A và VinPro giải thể thì đã xảy ra một cái vụ sát nhập rất đình đám, đó là Vingroup đã cùng với Masan thì sát nhập cái Vincommerce và Vineco vào Masan Consumer Holding. Nó góp phần làm cho Vingroup giảm bớt những cái gánh nặng tài chính khi mà cái mảng bán lẻ này lỗ một năm khoảng 4.000 đến 5.000 tỷ. Đó, Vineco thì tuy đã xây dựng cho mình được một hệ thống các cái trang trại, tuy nhiên là hiệu quả vẫn chưa có. Và Masan thì họ lại rất cần có một kênh phân phối để có thể là đưa các cái sản phẩm tiêu dùng của họ vào, từ đó có những cái giá trị cộng hưởng, và điều đó xảy ra. Và tiếp nối đó, trong cái mảng thương mại điện tử bán lẻ, Vin vẫn còn VinPro và Vineco, thì đến ngày 18 vừa rồi Vingroup đã công bố giải thể luôn đội này để có thể tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh. Phần thứ nhất đó là một phần nguyên nhân Vingroup mà chỉ chuyển được Vineco, Vinmark là vì là Masan sẽ không nhận VinPro, không nhận VinPro. Vì là VinPro và Viễn thông A là cái chuỗi riêng biệt so với Vinmark và Vinmark cộng là thứ nhất. Thứ hai là nếu nhận VinPro thì Masan sẽ không thu lợi được một cái chút cộng hưởng nào, mà đây nó vẫn chỉ là gánh nặng của Masan mà thôi. Bởi vì lĩnh vực hoạt động chính của Masan là liên quan đến thực phẩm và hàng tiêu dùng. Thế do đó là họ chỉ có thể là có giá trị cộng hưởng với Vinmark cộng và Vinmark cũng như Vineco mà thôi. Thứ ba nữa là VinPro này chắc chắn là không nằm trong chiến lược của Masan đâu. Chiến lược của Masan là cái chuỗi thức ăn từ gọi là chuồng đến bàn ăn. Đó, chứ không liên quan gì đến phân phối các cái điện tử, điện máy. Thứ tư nữa là VinPro và Viễn thông A thì chắc chắn vẫn còn thua lỗ lớn và không thể cứu vãn được nữa rồi. Bởi vì hiện nay ở trên thị trường cái mảng bán lẻ điện máy này thì đã rất nhiều doanh nghiệp đã phải rút lui. Cụ thể nhất là cách đây 1-2 năm thì có Trần Anh rút lui, rồi là có rất là nhiều các cái doanh nghiệp khác đã giải thể như là Topke, vân vân và vân vân. Hiện nay thì các cái doanh nghiệp còn lại quy mô nhỏ ngày xưa, ví dụ như là Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Pico hay là Media Star, thì họ đều hoạt động mang tính chất gọi là khá là yếu và hiệu quả không cao. Và từ đây có thể thấy rằng với bốn yếu tố này thì không những Masan không nhận mà thậm chí không ai dám nhận VinPro. Do đó việc giải thể là một điều tất yếu. Tiếp theo, lý do thứ hai là VinPro là một sai lầm của Vingroup. Do một, do Vingroup không hề có chuyên môn trong cái lĩnh vực phân phối điện máy, đây rủi ro và cạnh tranh rất khốc liệt này. Thứ hai là sai lầm do ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản rằng họ có big data, họ có tập khách hàng và họ có vị trí trung tâm thương mại có sẵn do VRE quản lý. Do đó là họ tận dụng vị trí có sẵn để có thể bán cái điện máy này, cũng như tận dụng sự có sẵn của các khách hàng ở trong cái các cái khu đô thị của Vingroup. Thì đây là một sai lầm lớn, và những cái tính toán này cơ bản nó cũng giống Vinmark. Tức là họ nghĩ rằng là họ chỉ cần mở ra đủ số lượng cửa hàng, đủ độ phủ là họ có lại. Đó. Thứ ba nữa là VinPro và Viễn thông A thì có quá ít giá trị cộng hưởng với hệ sinh thái của Vin. Tôi lấy ví dụ như thế này. Đa phần các cái VinPro thì là ở các cái khu đô thị của Vingroup. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng về cơ bản khách hàng người ở nhà của Vingroup có thể ra bên ngoài mua điện máy. Tuy nhiên người bên ngoài liệu họ có vào khu đô thị của Vin để họ mua điện máy không? Cái điều này thường rất khó xảy ra. Chính vì thế cho nên là việc bán hàng ở đây rất là chậm. Ngoài ra chính vì việc chỉ phục vụ những người dân cư ở trong đó, do đó khi mà những người dân cư trong đó đã sắm sửa một lần rồi thì từ lần sau là rất khó cho VinPro có thể bán hàng được. Bởi vì chúng ta thừa sức biết rằng tuổi thọ của một cái tivi ít nhất vài năm, tuổi thọ của một cái tủ lạnh vài năm, tuổi thọ điều hòa có khi lên đến chục năm. Bởi vậy cho nên VinPro đã không bán được hàng, hiệu quả cực kỳ thấp, thậm chí lỗ khá là lớn. Đó.
Do đó là nó không tận dụng được nhiều trong cái hệ sinh thái này. Do đó cái kết cục của Vinpearl thua lỗ theo chúng tôi là một điều tất yếu xảy ra. Thứ ba nữa là sau khi chuyển đổi cái Vinmart, Vinmart cộng Vineco cho Masan rồi thì Vingroup không còn lý do gì để giữ lại một cái chuỗi có quy mô rất nhỏ so với tập đoàn để phân tâm ra. Thế do đó họ bắt buộc phải giải thể hoặc bán nó đi. Tuy nhiên việc bán thì không ai dám nhận rồi. Chính vì thế phải giải thể để có thể tập trung hơn, vươn tầm ra khu vực, giống như là bác Vượng đã chia sẻ cái tầm nhìn của bác ấy. Thì ở Vingroup duy nhất có mảng bất động sản có lại và đang gánh cả tập đoàn. Trong khi gần đây chúng ta có thể nhận thấy rằng từ cuối năm 2019 thì việc bán bất động sản đang có dấu hiệu đi xuống rất chậm chậm. Và Vingroup cũng không nằm ngoài cái thực trạng đó. Bởi vậy họ đang cũng lo lắng về tương lai là có thể là lợi nhuận, doanh thu từ cái mảng bất động sản này có thể giảm. Thế do đó họ sẽ cắt bớt được cái phần nào thì càng tốt phần đó. Bên cạnh đó, cái áp lực lãi ngày càng lớn từ các nhà đầu tư ngoại. Đó, áp lực trả lãi, trả gốc. Thì do cái quy mô nợ của Vingroup đã phình to và ngày càng lớn hơn, do cái nhu cầu vốn cần cho VinFast, VinSmart vẫn còn rất lớn. Và đặc biệt bây giờ là đang trong giai đoạn đầu hoạt động. Có thể là VinFast, VinSmart còn đang được hưởng cái gọi là ân hạn chưa phải trả nhiều. Tuy nhiên sắp tới thì sẽ phải trả cả gốc cả lãi rất lớn, quy mô rất lớn, có thể lên đến 3-40 ngàn tỷ một năm. Và thứ ba là VinFast và VinSmart không còn đường lui nữa. Bởi vì Vin không thể chuyển nhượng hai cái này cho bất kỳ một đối tác nào nhận cả, không ai dám nhận. Trong khi nếu họ lơ là với hai cái này, hai mảng này, thì họ có thể lỗ một cách vô cùng lớn, bởi vì dự án này đầu tư lên đến vài tỷ đô cơ, không hề đơn giản. Ngoài ra nếu để nó ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn, thương hiệu, uy tín cũng như sự tồn tại của tập đoàn này. Do đó Vingroup rất cần cái sự tập trung toàn lực để có thể chèo lái hơn bao giờ hết hai cái mảng này. Do đó muốn vươn tầm thế giới thì chúng tôi tin rằng Vingroup cần phải tập trung hơn, tinh gọn hơn, đó là tập trung vào những cái mảng thế mạnh có lại như bất động sản, và tập trung vào cái mảng mà đã dồn hết tâm sức, nguồn vốn cũng như là cái chiến lược cho tương lai, đó là VinFast và VinSmart. Tiếp theo, vậy thì ai sẽ được hưởng lợi khi Vinpro giải thể? Thì chúng tôi cho rằng tuy Vinpro không phải là quá lớn so với cái chuỗi điện máy xanh, nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng đây là cái chuỗi được hưởng lợi lớn nhất trong cái việc giải thể của Vinpro. Bởi vì thực tế đã cho thấy các cái hãng bán điện tử khác, họ về cơ bản hiện nay còn đang cố gắng sao cho lo sao cho không bị chết, không bị đánh bại. Thành ra cái việc mở rộng của họ lúc này là rất là nguy hiểm. Đó. Chỉ có điện máy xanh là vẫn tiếp tục mở rộng và chiếm lĩnh thị phần một cách mạnh mẽ thôi. Đến hết 2019 này dự kiến điện máy xanh sẽ nắm được 40% thị phần điện máy trong tay. Đó. Và chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái cửa hàng trước đây là Viễn Thông A thì hiện nay đã sửa đổi và trưng biển điện máy xanh rồi. Thì trước mắt điện máy xanh sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất, bởi vì đây là cái chuỗi bán lẻ điện máy lớn nhất, hiệu quả nhất và đang phát triển mạnh mẽ nhất. Tiếp theo, vậy thì vấn đề ở cái trường hợp Vingroup giải thể Vinpro, ta có thể rút ra được những bài học, những cái kết luận gì? Trước tiên, cái việc giải thể Vinpro này theo AZFIN đó là tất yếu, và Vingroup làm càng sớm càng tốt, càng sớm thì càng hiệu quả. Bởi vì càng dây dưa thì lại càng lỗ và càng phân tâm mà thôi. Thứ hai là cái việc giải thể này nó thể hiện cái sự quyết liệt và sửa sai của Vingroup rất đúng lúc. Nếu lúc này mà không chuyển nhượng Vinmart, Vinmart cộng giải thể Vinpro thì rõ ràng là Vin sẽ phải gánh thêm các cái khoản lỗ rất lớn trong tương lai. Bên cạnh đó, họ sẽ không còn nhiều cái nguồn lực để tập trung cho cái chiến lược lâu dài là VinFast và VinSmart. Chính vì thế, việc sửa sai lúc này là rất quyết liệt và thực sự đúng lúc, và chúng tôi đánh giá rất cao cái việc này của Vingroup. Chứ không phải là giải thể này là một bước đi xuống, mà chúng tôi cho rằng đây chính là một bước lơ xác để Vingroup có cơ hội vươn tầm mình lên. Thứ ba là với mỗi người thì là một thế mạnh, mỗi doanh nghiệp cũng vậy, và chỉ có tập trung thì mới mang lại hiệu quả. Thì đây là một bài học nhãn tiền cho tất cả các doanh nghiệp ở các cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau cần phải chú ý. Bởi vì trước đây khi Vingroup mở ra tất cả các cái mảng kinh doanh đấy, rất nhiều người không chịu phân tích kỹ đã đánh giá, đã tuyên bố Vingroup rất mạnh, cái này sẽ thành công, cái kia sẽ thành công và nhất định thành công.
Nhưng thực tế không phải vậy. Ngay cả các hãng khổng lồ ở trên thế giới có quy mô hàng chục tỷ đô, hàng trăm tỷ đô, hàng trăm năm kinh nghiệm, khi họ lấn sang cái lĩnh vực khác mà không thuộc phạm vi của mình thì cũng rất nhiều các cái hãng đã phải trả giá đắt. Thực tế cho thấy, ở Mỹ, về cơ bản chỉ có General Electric là một cái doanh nghiệp đầu tư tổng hợp đa ngành, đa ngành lĩnh vực hiệu quả mà thôi. Còn lại rất hiếm khi chúng ta có thể nhìn thấy được các cái doanh nghiệp mà có cả một cái hệ sinh thái rất lớn các cái ngành nghề khác nhau có thể mang lại hiệu quả. Những cái doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới hiện nay chẳng hạn, ví dụ như là Apple, họ rất tập trung vào lĩnh vực cung cấp các cái thiết bị điện tử mà thôi. Hay là như Amazon thì họ tập trung vào hai vấn đề: một, thương mại điện tử; hai là điện toán đám mây. Hay Microsoft họ cũng rất tập trung, Facebook cũng rất tập trung. Đó. Thì chỉ có những cái doanh nghiệp tập trung vào cái thế mạnh của mình và mở rộng cái thế mạnh trong cái phạm vi cho phép của mình thì mới mang lại những cái hiệu quả cả. Và thứ tư ở đây là chúng tôi cho rằng trên thị trường bán lẻ điện máy sẽ còn nhiều biến động lớn hơn nữa trong tương lai, rồi là cả cái thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nữa. Thì hiện nay Lotte đang phải trả giá rất nhiều, siêu thị Lotte đấy lỗ rất lớn qua các năm mà lại không mở rộng được quy mô của mình. Thì chúng tôi cho rằng tương lai rất có thể Lotte sẽ rút lui hoặc là phải sáp nhập giải thể vào một cái hệ thống khác. Hay là Mega Market thì đây chính là cái tiền thân của cái chuỗi siêu thị này, đó chính là Metro đấy. Thì chúng tôi đánh giá cũng không hề hiệu quả. Từ khi người Thái tiếp quản, trước đó thì Metro thì cũng không mang lại hiệu quả gì rồi, thì người Thái tiếp cận và họ tiếp quản thì hiệu quả thậm chí còn kém hơn nữa. Thì chúng tôi cho rằng là rất có thể trong tương lai là cái chuỗi siêu thị này có thể là giải thể. Hay là Pico trong điện máy chẳng hạn, hay là MediaMarkt khi bị cạnh tranh cực kỳ khốc liệt từ điện máy xanh thì các hãng lại tỏ ra tụt hơn và hiện nay hoạt động về cơ bản mang tính cầm chừng. Bởi vì sao lại vậy? Họ đi trước cơ mà. Đó là bởi vì bách hóa xanh, điện máy xanh, thế giới di động của anh Tài thì anh ấy trang bị cho đó những cái hệ thống công nghệ rất tốt, con người làm dịch vụ tuyệt vời, và anh ấy chiếm lĩnh được thị phần. Khi đó với việc nhập cái lượng hàng to hơn đối thủ khác chục lần, thậm chí 50 lần, 100 lần thì tất nhiên cái giá vốn của anh ấy giảm rất nhiều. Hơn nữa cái chi phí vận hành, chi phí quản lý của anh ấy cũng thấp hơn các hãng khác rất nhiều. Bởi vậy anh ấy sẽ chỉ có thể ngày càng to hơn mà thôi. Rồi là chợ lớn cũng tương tự. Hay là các cái chuỗi siêu thị thực phẩm khác như là Coop Food hiện nay cũng đang mở rộng mấy trăm cửa hàng, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái sự hiệu quả của họ gần như không có, rất dễ giải thể. Rồi thậm chí cả Big C, thực tế Big C hiệu quả ở đây chỉ còn một vài Big C lớn hiệu quả thôi, ví dụ như Big C Thăng Long chẳng hạn. Còn lại các cái Big C nhỏ về cơ bản là đang không hiệu quả, thậm chí thua lỗ rất lớn. Thì chúng tôi dự báo rằng cái thị trường này sẽ còn vô cùng nhiều biến động nữa bởi sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thì những doanh nghiệp nào chậm chân ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ thì sẽ bị đào thải mà thôi. Do đó chúng ta biết được cái điều này sẽ đưa ra được những cái đánh giá, những cái kết luận về các cái doanh nghiệp liên quan để có thể đưa ra các cái kết luận đầu tư, các cái chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả nhất trong tương lai. Thứ năm nữa là trong cái thời buổi cách mạng số như tôi vừa nói, chuyển đổi số này, thì nền kinh tế Internet chúng tôi cho rằng chỉ có kẻ nhanh nhất, hiệu quả nhất mới tồn tại, còn lại tất cả sẽ bị đào thải mà thôi. Trên đây là những cái trao đổi của tôi với các bạn về cái chủ đề Vinpro giải thể, yếu tố tất yếu và gợi mở ra những cái hướng đi mới trong tương lai trong cái việc nhà đầu tư chứng khoán tập trung vào cái lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng mà cũng đầy thách thức này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.